6 nhà. Ba như hết cho ba hết bệnh chưa? Ba hết đắng chưa? Trời ông đang rên la nữa. La gì đó hả? Vậy anh dẫn đi, để ông dẫn đi. Muốn thuốc đó mình ngủ. Để ông ngủ, ông già rồi. Ông đập nó quá hay không? Chửi người bánh gì. Mà ông đập bỏ nó khó chịu. Đập bỏ nó khó chịu.